Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước Một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hiện nay mình nhận thấy rằng việc sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư của bà con mình là rất là nhiều các bạn, nhất là với những cái gia đình trẻ với một cái kinh phí đầu tư tương đối là vừa phải. Chiều rộng mặt tiền ở những lô đất nền này có chiều rộng từ 4m, 4m rưỡi, 5m. Việc lưu thông gió và ánh sáng ở những cái lô đất nền này nó cũng trở nên rất là khó khăn. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu sản phẩm thiết kế được bên đơn vị mình tư vấn cho một bạn trẻ sở hữu một lô đất nền ở khu dân cư với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 20m, gửi đến mọi người tham khảo. Gia chủ mình đang tư vấn sở hữu một cái mảnh đất ở khu dân cư ở khu tái định cư các bạn, với cái chiều rộng mặt tiền là 5m, chiều sâu là 20m, nhưng mà yêu cầu thiết kế là cho một cái gia đình trẻ sử dụng, và mình sẽ tư vấn cái mẫu nhà này cho bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái gia đình hai thế hệ sử dụng. Cái phần sảnh đệm phía trước là 2,5m, một phòng khách kiêm phòng thờ, hai phòng ngủ, một khu vực bếp, phòng ăn và hai nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng ở bên trong thì nó rất là rộng rãi và đầy đủ các bạn. Mẫu nhà này mình kết hợp cái phong cách hiện đại, ở cái phần mái thì là hai mái, vì cái chiều dài của ngôi nhà này nó rất là dài, là đến 20m. Chính vì vậy mà mình sử dụng cái phương án hai mái để rất là thuận lợi trong quá trình thi công, cũng giống như là tạo điểm nhấn ở những cái vị trí chữ A cánh én. Và ngoài ra cái phần nhà hai mái sẽ giúp cho cái mái nhà của ngôi nhà của mình nó cao ráo hơn, và mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng sẽ đẹp ở cái phần mái này. Hiện nay nhà hai mái thì được ứng dụng rất là nhiều các bạn, và được rất là nhiều gia chủ lựa chọn cái phương án nhà hai mái vì nhiều lý do. Thứ nhất là nó cao, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng được tốt, và ngôi nhà của mình nó sẽ trở nên mát mẻ hơn. Kèm theo đó là nó thuận lợi trong quá trình thi công tạo điểm nhấn. Ngoài ra với những cái chiều dài ngôi nhà từ 20m trở lên thì buộc là mình phải sử dụng cái phần ton là phải nối các bạn, do đó sử dụng phương pháp nhà hai mái thì mình không cần phải nối ton, và hai cái mái này nó được cắt ra, chính vì vậy mà thuận lợi trong quá trình thi công. Về phần nhà hai mái này thì mình sẽ thiết kế là cái phần sảnh là sẽ được đúc bê tông, và cái phần phía sau là sẽ được đúc xeno nha các bạn. Xeno và được đúc thì nó sẽ rất là thuận lợi. Sau đây thì mình đi tìm hiểu cái phần kỹ thuật của ngôi nhà này. Vì xây dựng ở khu dân cư, chính vì vậy mà chiều cao nền nó sẽ bị khống chế theo quy hoạch ở khu dân cư các bạn. Chiều cao nền được thiết kế là 3 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 450. Về cái phần cái thân nhà là cao 3,6m. Về cái phần mái nhà được chia ra làm hai cái phần. Thứ nhất là tại cái vị trí phần sảnh thì sẽ được đúc bê tông. Từ cái phần sảnh này trở ra phía sau là phần hai mái. Về cái phần trần thì sẽ được đóng cái trần thạch cao, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên mát mẻ hơn. Về phần cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng sữa nha các bạn. Về phần gạch nền thì sẽ được lát là gạch 80x80. Về phần nội thất ở bên trong thì sẽ được lát gạch cao lên 1,75m. Cái mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Tại cái vị trí cái phần sảnh này sẽ tạo cái điểm nhấn bởi một cái vách cánh gà 200 ốp gạch trang trí. Việc lưu thông gió và ánh sáng ở những cái ngôi nhà ở khu dân cư này nó cũng trở nên rất là khó khăn các bạn. Tuy nhiên ở gia chủ cái ngôi nhà này còn một cái khoảng hở là 1m ở phía bên tay phải, chính vì vậy mà việc lưu thông gió và ánh sáng nó sẽ đến từ cái hướng này. Với những mẫu nhà ở khu dân cư này, như mình nói là việc lưu thông gió và ánh sáng trở nên khó khăn, thì mình sẽ lựa chọn các phương án là xả chỗ giếng trời các bạn, sẽ giúp cho ngôi nhà mình đã gặp dàn gió và ánh sáng tự nhiên. Đây cũng chính là một phần rất là quan trọng mà bất kỳ ở một cái ngôi nhà nào mình cũng cần phải lưu ý. Để tạo điểm nhấn cho cái phần mái thì tại cái vị trí chữ A thì mình sẽ kẻ gòn trang trí. Về cái phần mái thì sẽ được đúc nhà như con ga 400 nha các bạn. Có thể nói rằng cái mẫu nhà này tuy không phải là hoành tráng lắm, không phải là vi mô lắm, nhưng mà nó rất là cao ráo và nó cũng rất là có duyên và phù hợp với những gia chủ sở hữu những cái mảnh đất ở khu dân cư. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái phần cái giá hoàn thiện của ngôi nhà này là bao nhiêu, thì được chia thành hai phần. Hiện đang phần nhân công nó sẽ dao động từ 1,3 triệu trở lên 1m2 với những cái mẫu nhà hai mái nha các bạn. Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công cho những cái mẫu nhà như thế này nó sẽ dao động từ 6 triệu trở lên 1m2. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này là
500m² và bình tạm tính cái chi phí hoàn thiện cho gia chủ là 6 triệu. Như vậy hoàn chỉnh cái ngôi nhà này đó là 600 triệu nha các bạn. Tuy nhiên với cái giá bên mình đưa ra thì nó mang tính chất tham khảo. Nó còn tùy thuộc vào địa phương nơi xây dựng ngôi nhà này, cái cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí mà cái giá thành nó sẽ dao động. Thời gian qua bên đơn vị mình cũng cảm thấy rất là vui vì đã tư vấn cho rất là nhiều gia chủ xây dựng ra những cái ngôi nhà ở khu dân cư với cái chiều rộng mặt tiền rất là khiêm tốn, từ 4m cho đến 5m, và đây cũng chính là một trong những mẫu nhà mà thời gian qua bên đơn vị mình đã thiết kế và tư vấn cho gia chủ. Với những gia đình trẻ mới ra riêng thành gia lập thất thì cái kinh phí đầu tư nó không cao, do đó là để xây dựng được một cái ngôi nhà che nắng che mưa và đáp ứng hết nhu cầu sử dụng công năng với một cái kinh phí đầu tư từ 500 cho đến là 600 triệu thì đây chính là một cái mẫu nhà rất đáng để mình tham khảo và lựa chọn xây dựng. Với những cái mẫu nhà hai mái này mình thì mình đầu tư ở cái phần mái này là ngói đỏ và là ngói Thái, ngói Nhật thì nó sẽ rất là đẹp các bạn. Nhưng mà vì gia chủ của mình đang tư vấn kinh phí đầu tư nó cũng hạn hẹp, chính vì vậy mà mình sẽ chuyển sang cái phương án là đợt tôn giả ngói. Tuy nhiên tiền đào của đó phải không các bạn, nếu mình lập ngói thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên cứng cáp, tăng giá trị sử dụng và trở nên mát mẻ hơn, và nó cứng cáp và mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng đẹp hơn là cái phần tôn giả ngói. Vì để giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sáng và sạch hơn nữa ở cái phần cái mặt tiền và ở cái phần cái chữ cánh gà các bạn, thì mình sẽ ốp gạch 80x80 giúp cho mặt tiền ngôi nhà này nó trở nên sáng và sạch hơn nữa. Đây là một cái mẫu nhà mà mình lấy ý tưởng kết hợp giữa cái phong cách hiện đại và phong cách cổ điển ở nhà hai mái được phối hợp vào trong cái ngôi nhà này. Tuy nó rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều những cái điểm nhấn thu hút ánh nhìn của nhiều người và đã đáp ứng hết cái mong muốn mà gia đình trẻ này được đề ra. Về phần màu sắc thì mình sẽ lấy màu trắng làm nền và cái màu nhấn cái lúc này đó chính là màu xám ghi các bạn. Phối hợp hai cái màu này lại sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Nó sẽ rất là hiện đại và rất là sang trọng và nó sẽ không có bị lỗi thời. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và tham quan cái mẫu nhà cấp 4 ở khu dân cư với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 20m. Mình gửi đến cái mẫu nhà này cho mọi người tham khảo. Và video chia sẻ về cái mẫu nhà này của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Có thể nói rằng xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này là niềm mơ ước cả cuộc đời của rất là nhiều gia đình, đúng phải không các bạn?